Làm sao để kiếm tiền? Coin98 đã ra mắt siêu sự kiện Coin98 Rewards Carnival, gồm 3 trò chơi chính với tổng giải thưởng lên tới hơn 500.000 đô, giúp các bạn kiếm thưởng vô cùng dễ dàng. Hãy nhanh chóng tải Coin98 Super App và tham gia ngay hôm nay để nhận quà từ Coin98 nhé! Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Coin98 Insight. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về sự kiện The Merge. Thì như các bạn có thể thấy trên hình ảnh ở đây ha, thì trong suốt khoảng thời gian gần đây thì có rất là nhiều các thông tin liên quan đến Ethereum The Merge. Và cách đây 2-3 ngày thì Ethereum Community Conference thì cũng đã diễn ra, trong đó có sự tham gia của Vitalik Buterin để nói về cái sự kiện The Merge này. Và qua đây thì các bạn có thể thấy được là The Merge đang được rất là nhiều người quan tâm, và cũng như Ethereum ở thời điểm hiện tại thì cũng có những cái tác động rất là lớn đến thị trường. Và thậm chí Ethereum đang là một trong những cái protocol mà lead cái toàn bộ thị trường DeFi. Vậy nếu như Ethereum mà có chuyện gì thì chắc chắn nó cũng sẽ có một cái tác động rất là lớn lên thị trường. Và đó chính là vì sao mà trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu coi là Ethereum The Merge là gì, nó có những cái tác động như thế nào, nó diễn ra như thế nào. Và mình cũng sẽ kể luôn cái hành trình của Ethereum trong cái video này nhé. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái video của ngày hôm nay. Đó chính là Ethereum The Merge là gì? Blockchain nào có thể giải quyết được cái bộ ba bất khả thi? Bởi vì đây sẽ là cái bộ ba mà tất cả mọi cái blockchain trên thị trường đều muốn giải quyết để có thể đi đến cái giai đoạn đó chính là Mass Adoption. Rồi, thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ có tổng cộng là 5 phần. Thứ nhất đó chính là Ethereum The Merge là gì. Thứ hai đó chính là hành trình phát triển của Ethereum. Thứ ba đó chính là hành trình phát triển của Ethereum The Merge. Và thứ tư đó chính là mục tiêu của The Merge là gì. Và cuối cùng đó chính là rủi ro và các cái vấn đề của The Merge. Tuy nhiên các bạn lưu ý đó chính là video này thì sẽ có là một cái series mà bao gồm có 2 video. Video đầu tiên thì mình chủ yếu giải thích cho các bạn chủ yếu là The Merge là gì nè, hành trình của nó được apply như thế nào. Còn cái video thứ hai thì mình sẽ phân tích sâu hơn những cái tác động của Ethereum The Merge đến thị trường, đến những nhà đầu tư hoặc thậm chí là đến những miner khi mà họ đang mine Ethereum nữa. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên luôn nha. Đó chính là Ethereum 2.0, The Merge là gì. Rồi, thì đầu tiên á, chúng ta cần phải hiểu bối cảnh là tại sao bây giờ thì tất cả Ethereum Foundation và cũng như là những developer mà hoạt động cho Ethereum thì lại muốn cải tiến Ethereum. Thì có vẻ cái vấn đề này thì tất cả mọi các bạn đều đã biết rồi, đó chính là Ethereum đang gặp rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất đó chính là về cái vấn đề tiêu tốn tài nguyên, khi mà cái Proof of Work, cái cơ chế đồng thuận Proof of Work thì lại tiêu tốn rất là nhiều tài nguyên để có thể xác nhận được giao dịch. Ngoài ra thì Ethereum cũng đang gặp phải cái vấn đề về khả năng mở rộng, khi mà cái chi phí chi trả cho mỗi giao dịch và cũng như là thường xuyên bị tắc nghẽn. Thì như các bạn có thể thấy cái hình ảnh ở đây ha, thì cái gas fee thôi đã tốn 36 đô cho một cái lệnh swap. Thì cái điều này sẽ khiến cho Ethereum rất là khó có thể mở rộng. Và ở trong cái đợt DeFi Summer vừa rồi thì có những lúc mà gas fee trên Ethereum lên đến 100 đô. Vậy thì để Ethereum có thể đi đến cái giai đoạn Mass Adoption thì mình nghĩ là mỗi cái transaction ở trên Ethereum nó chỉ nên dao động từ khoảng 0.1 cho tới 0.5 đô thôi. Thì đó sẽ là một cái mức mà ngang với lại những cái blockchain khác ở trên thị trường, ví dụ như là BNB Chain đây chẳng hạn. Nhưng mà mình nghĩ là trong thời gian tới, nếu như để có thể đạt đến Mass Adoption thì Ethereum nên giải quyết được cái vấn đề đó chính là có transaction thì có thể trả phí cao, ví dụ những cái transaction mà ưu tiên cho liquidate. Nhưng mà có những cái transaction thì nên có cái chi phí hoặc là cái mức phí thấp nhất để có thể là hỗ trợ cái dự án đó. Ví dụ những cái dự án thuộc về GameFi, các bạn sẽ thực hiện rất là nhiều giao dịch, nhưng mà nếu như mỗi giao dịch chỉ cần 0.5 đô thôi thì gộp lại nó cũng sẽ rất rất là nhiều giao dịch khác nhau. Đó chính là vì sao mà chi phí thấp hoặc là chi phí cao nó chỉ là một cái phần vấn đề mà Ethereum đang gặp phải. Và đó chính là vì sao mà ở thời điểm hiện tại Ethereum Foundation họ đang cố gắng đề xuất ra rất là nhiều cái phiên bản khác nhau để có thể giải quyết được cái vấn đề này. Và The Merge là một trong những cái vấn đề đó. Thì cái hình ảnh này mình muốn show ra cho các bạn để các bạn thấy được là ở thời điểm hiện tại thì cái tốc độ để có thể giải quyết được một cái block để có thể là thực hiện một giao dịch ở trên Ethereum thì nó tương đối là lâu hơn rất là nhiều so với những cái mạng lưới khác ở trên thị trường. Ví dụ như là Solana, này, Phantom, này, Near, Avalanche. Thì nếu như các bạn có sử dụng DeFi ở trên những cái blockchain này thì các bạn cũng đã hiểu về nó rồi. Ok, thế thì vậy thì The Merge là gì ha? Thì The Merge là một cái quá trình mà nâng cấp mạng lưới chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake. Thì cái Proof of Stake ở thời điểm hiện tại, nếu như các bạn đã có nghe tính cái Beacon Chain, thì Beacon Chain đó chính là cái chain mà sử dụng Proof of Stake và được ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Và sẽ trong thời gian tới khi mà The Merge được áp dụng thì cũng sẽ bắt đầu áp dụng cái cơ chế sharding 64 chuỗi.
Thế là có rất là nhiều chuỗi khác nhau để có thể là nâng cao cái tốc độ xử lý giao dịch. Và ở đây sẽ có hai cái mấu chốt mà các bạn nên quan tâm. Thứ nhất đó chính là sự khác biệt về cơ chế đồng thuận. Thì cơ chế đồng thuận ở đây, trước đây thì Ethereum họ sẽ sử dụng Proof of Work, nghĩa là tương tự như là Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Proof of Work hay còn gọi là bằng chứng công việc, thì lúc này thợ đào họ sẽ sử dụng cái sức mạnh của những cái máy đào để giải quyết những cái bài toán, sau đó thì có thể là hoàn thành một cái khối và nhận thưởng. Còn đối với cơ chế Proof of Stake hay được gọi là bằng chứng cổ phần, thì lúc này sẽ yêu cầu cái người xác nhận giao dịch thì phải stake một cái số lượng coin, và cái cơ chế để có thể là chọn cái xác thực, chọn cái người xác nhận giao dịch đó hoặc là hoàn thành cái block đó thì có thể là ngẫu nhiên nè, chọn theo số lượng hoặc là tuổi đời của cái người đó, cái người stake cái số đồng coin đó để có thể là tham gia, hoặc là chọn theo cái thứ tự, ví dụ như transaction nào đến trước thì lúc đó sẽ được xử lý trước. Còn sharding ở đây sẽ là một cái công nghệ mà có thể là phân mảnh một cái khối dữ liệu lớn thành nhiều cái mảng nhỏ khác nhau, và cho mỗi validator, một cái nhóm validator thì họ sẽ xác thực một cái mảng của cái dữ liệu đó, và từ đó sẽ giúp mỗi giao dịch có thể là nhanh hơn, nhưng ngược lại nó sẽ đánh đổi một phần cái tính phi tập trung. Tuy nhiên một hồi nữa mình sẽ giải thích cho các bạn là làm thế nào để Ethereum vẫn có thể giữ vững được cái tính phi tập trung hiện có nhưng vẫn áp dụng cái cơ chế sharding. Thì cái tính năng sharding này ở thời điểm hiện tại thì đang được áp dụng ở trên một cái blockchain khác rất là nổi bật mà các bạn cũng đã biết, đó chính là Near Blockchain ha. Thì cơ chế sharding có thể là một trong những cái cơ chế, một cái tính năng mà sẽ rất là nhiều blockchain ở trong thời gian tới họ áp dụng để có thể là nâng cao cái khả năng xử lý giao dịch của những cái mạng lưới đó ở trong thời gian tới. Và Ethereum ở thời điểm hiện tại thì họ đang plan là họ sẽ có tổng cộng là 64 cái chuỗi khác nhau. Tuy nhiên trong thời gian tới, nếu như những cái chuỗi này đã hoạt động ổn định thì Ethereum có thể mở lên đến là 1024 chuỗi. Đó thì đây sẽ là cái plan của họ. Rồi, tuy nhiên thì sẽ có một xíu cái sự thay đổi thuật ngữ. Các bạn trước đây, khoảng thời gian trước thì các bạn thường hay nghe là Ethereum 2.0 nè. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì cái thuật ngữ này nó không còn đúng nữa. Và thậm chí là Ethereum, những cái core developer của Ethereum thì họ cũng đã thay đổi cái thuật ngữ sử dụng. Bởi vì khi mà chúng ta nói Ethereum 1.0, Ethereum 2.0 thì sẽ có một số người hiểu nhầm là Ethereum 1.0 có trước rồi sau đó Ethereum 2.0 đến sau, và đây sẽ là hai cái chuỗi riêng và cái đồng ETH thì cũng sẽ sử dụng cái đồng ETH riêng. Đó chính là vì sao mà để người ta không có hiểu nhầm cái vấn đề này nữa, thì core dev của Ethereum đã thay thế cái những cái thuật ngữ, đó chính là Ethereum 1.0 thì bây giờ sẽ đổi thành cái execution layer, còn Ethereum 2.0 sẽ là consensus layer. Và khi execution layer cộng với lại consensus layer thì một cái mô hình đó thì nó sẽ ra Ethereum. Và như các bạn có thể thấy cái hình ảnh tại đây ha, đối với cái mạng lưới Ethereum nó không phải là một cái chuỗi như là trước đây nữa, mà thay vào đó nó sẽ có rất là nhiều chuỗi, và nó sẽ có từ short thứ nhất cho tới short 1024. Nhưng mà 1024 này sẽ là những cái short mà đang ở trong plan thôi. Trước mắt thì nó sẽ là short thứ nhất cho tới short thứ 64. Và mỗi cái short như thế thì nó sẽ là một cái blockchain riêng. Nhưng mà những cái blockchain này thì nó sẽ cố gắng là xử lý giao dịch trên đó. Còn cái việc hoàn thành một cái chuỗi khối dài thì nó sẽ được xử lý ở trên cái Beacon Chain. Và chúng ta sẽ gọi tất cả 64 chuỗi đó là Ethereum, chứ không phải là một chuỗi trong đây là một cái chuỗi Ethereum. Và đó là những cái thuật ngữ mà các bạn cần phải nắm khi mà chúng ta tìm hiểu về cái The Merge này ha. Rồi, tiếp theo nữa thì mình muốn các bạn là hiểu thêm một xíu về cái hành trình phát triển của Ethereum. Bởi vì ban đầu khi mà mình tìm hiểu về The Merge cũng như là Ethereum á, thì mình có rất rất là nhiều cái sự hiểu nhầm. Tại sao mà mình search trên Google thì có lúc thì mình lại tìm thấy là cái hành trình phát triển của Ethereum mới từ 2019 cho tới nay thôi. Có lúc thì mình tìm cái hành trình phát triển của Ethereum thì trước đó là khoảng 2017, tại sao nó lại có nhiều cái roadmap lên đến thế. Và đó chính là vì sao mà ở thời điểm hiện tại thì mình chia ra hai cái dạng roadmap. Cái dạng roadmap thứ nhất đó chính là ở cái mục số 2 này, đó chính là hành trình phát triển của Ethereum. Và cái phần số 3 thì mình sẽ nói về hành trình phát triển, nghĩa là cái roadmap của riêng cái The Merge này thôi ha. Rồi, thì như các bạn có thể thấy là Ethereum tính cho tới thời điểm hiện tại thì họ đã trải qua rất là nhiều các đợt nâng cấp khác nhau. Và mỗi cái đợt nâng cấp này thì chúng ta sẽ gọi nó là một cái đợt fork. Còn những cái đợt nâng cấp nhỏ hơn thì chúng ta sẽ gọi là EIP, hay còn gọi là Ethereum Improvement Proposal. Đó, thì dựa vào cái hình ảnh dưới đây nè, các bạn có thể thấy được là kể từ khi Ethereum được launch vào năm 2015 cho tới thời điểm hiện tại thì Ethereum đã có rất là nhiều các cái đợt nâng cấp khác nhau. Và mỗi đợt như thế thì chúng ta họ sẽ đặt tên cho mỗi cái đợt đó. Ví dụ đợt Frontier, đợt Homestead nè, gần đây thì sẽ có đợt Berlin nè. Còn cái đợt Shanghai ở đây thì sẽ chưa có ra mắt ha, nhưng mà nó sẽ là một cái plan nâng cấp sắp tới. Đó, thì
Cái việc fork ở đây là một cái điều xảy ra rất là bình thường ở trong cái ngành phần mềm, bởi vì họ sẽ cần cái sự thay đổi của cái nền tảng đó, bởi vì có cái sự chia rẽ ý kiến trong cộng đồng nè, hoặc là có một cái sự nâng cấp bắt buộc đối với cái dự án hoặc là đối với công nghệ đó. Và thông thường sẽ có hai cái dạng fork. Thứ nhất đó chính là code base fork, hay còn được gọi là soft fork đi ha. Thì họ chỉ cần copy cái mã gốc và cho phép nâng cấp dần, sửa lỗi dần, kiểm tra bảo mật hoặc là thêm những cái tính năng mới mà không cần phải code lại hoặc là làm lại toàn bộ cái blockchain từ đầu. Còn cái dạng thứ hai thì sẽ là blockchain fork, hay còn được gọi là hard fork, thì phân nhánh và tách toàn bộ lịch sử của blockchain, giúp mạng lưới tái tạo một cái blockchain mới và có một cái bản sắc riêng. Thì ví dụ như trước đây Bitcoin nó fork ra một cái blockchain khác, đó chính là Bitcoin Cash, hoặc là Ethereum thì cũng fork ra một cái chain khác, đó chính là Ethereum Classic. Đó thì mình cần các bạn hiểu cái chữ fork này để các bạn có thể đi đến cái vấn đề tiếp theo, đó chính là bởi vì trong cái hành trình phát triển của Ethereum thì có những lúc thì họ là soft fork, còn có những lúc thì nó sẽ là hard fork, và nó cũng sẽ đi theo mang theo cái giá trị hành trình phát triển của Ethereum ha. Thì như các bạn có thể thấy tại đây ha, thì vào tháng 7 năm 2015 nè thì cũng có một đợt fork nè, tháng 3 2016 thì cũng có đợt fork, tháng 7 2016 thì cũng có những cái đợt fork. Thì tuy nhiên sẽ có những đợt là soft fork, nhưng mà sẽ có những đợt là hard fork. Ví dụ cái đợt Homestead đi thì fork Ethereum Classic, thì tính cho tới thời điểm hiện tại Ethereum Classic vẫn còn hoạt động, và đây sẽ được xem là một đợt hard fork nè. Đó. Còn cái The Merge ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ nằm ở cái giai đoạn nào? Nó sẽ nằm ở cái giai đoạn cuối ở đây, ở năm 2020 trở đi, hay còn chúng ta còn gọi nó chính là Serenity. Nó sẽ là một cái đợt nâng cấp mang tên là Serenity ha. Các bạn lưu ý cái điều này. Thì ở cái hành trình phát triển của Ethereum tính cho tới thời điểm hiện tại thì đã có một số các cái cột mốc tương đối là nổi bật. Ví dụ như là Olympic thì vào tháng 5 năm 2025, thì đây chỉ là một cái blockchain thử nghiệm của Ethereum diễn ra trong vòng 14 ngày và được xem là một phần của khối Genesis, nghĩa là cái khối ban đầu trong cái bản phát hành mang tên là Frontier, như hồi nãy là mình có đề cập đến bạn. Rồi Frontier vào tháng 7 năm 2015 thì bao gồm cái khối Genesis, bao gồm 8.893 giao dịch của những ai đã mua ETH đầu tiên, và những cái block này cũng ghi nhận cái giao dịch đầu tiên của Ethereum blockchain. Cái đợt nâng cấp tiếp theo đó chính là Homestead vào tháng 3 năm 2016, thì giai đoạn cho phép người dùng giữ này giao dịch với Ethereum và cũng như là viết nè và triển khai các hợp đồng thông minh. DAO thì vào tháng 7 năm 2016 thì có một hacker họ đã đánh cắp được 50 triệu đô ETH từ nhóm DAO, khiến cho đồng DEF đã phải hard fork, và lúc này thì Ethereum Classic ra đời. Rồi, tiếp theo đó chính là Byzantium vào tháng 10 năm 2017 thì có bản soft fork nhằm nâng cấp cái hệ điều hành. Constantinople thì vào tháng 2 năm 2019 thì cải tiến những cái hợp đồng thông minh có thể xác minh lẫn nhau nè, giảm phí gas nè, trả phí giao dịch nhanh hơn, và đây cũng là một trong những cái bản fork quan trọng giúp cho cái mức độ lạm phát của Ethereum từ 3 Ethereum trên một khối trên một block giảm còn 2 Ethereum trên một block. Và Serenity thì đây chính là cái giai đoạn mà đi đến Ethereum 2.0, hay còn được xem là Ethereum The Merge. Thì bây giờ chúng ta nên sử dụng cái chữ The Merge thì nó sẽ phù hợp hơn nhé. Rồi, thế thì bây giờ cái hành trình của Ethereum đến cái The Merge này là như thế nào? Nghĩa là nó sẽ nối tiếp cái việc là Serenity, chúng ta sẽ đào sâu vào trong Serenity coi coi trong đó có gì nhé. Rồi, thì như các bạn có thể thấy là cái Beacon Chain á, cái Beacon Chain nghĩa là cái Ethereum Chain nhưng mà hoạt động theo cái cơ chế đồng thuận là Proof of Stake á, thì đã bắt đầu từ năm 2019 rồi. Tuy nhiên á, nó vẫn hoạt động song song với lại cái chain chính ở thời điểm hiện tại, nghĩa là cái chain Proof of Work, và nó sẽ có rất là nhiều giai đoạn khác nhau, nghĩa là phase thứ nhất, là phase thứ hai nè, và phase thứ ba. Đó. Và qua cái hình này thì các bạn có thể thấy được là nó sẽ diễn tả cho các bạn dễ hiểu hơn cái việc cái chain Proof of Work nó vẫn hoạt động, và cái chain Proof of Stake thì vẫn hoạt động từ trước đến nay, từ tháng 12 năm 2020, và nó đang hoạt động song song. Vậy thì The Merge ở đây nó mang nghĩa là nó sẽ hợp nhất hai cái chain này lại để có thể là trở thành một cái khối chain Ethereum, trong đó sẽ có rất là nhiều cái shard, nhiều cái shard khác nhau để xử lý giao dịch, và trong đó sẽ có là 64 shard. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang nằm ở cái giai đoạn này, khi mà The Merge này đang trong cái giai đoạn đó là thử nghiệm những cái testnet khác nhau. Thì như các bạn có thể thấy là ở quý nợ 1 năm 2022 này thì cũng có một đợt testnet nè. Tuy nhiên cái hành trình của The Merge thì cũng không phải là thuận lợi. Ví dụ như là vào 25 tháng 5 năm 2022 thì Beacon Chain gặp lỗi kỹ thuật. 30 tháng 5 năm 2022 thì vào 12 tháng 6 năm 2022 thì có một đợt trì hoãn bơm độ khó ảnh hưởng đến The Merge.
Cái bom độ khó ở đây đó chính là một trong những cái tính năng khiến cho cái độ khó của cái mạng lưới này tăng cao lên, để lúc đó tránh cái sự tấn công của những hacker khi mà cái sự kiện này hợp nhất ha. Thì nhìn chung thì ở thời điểm hiện tại, cái hành trình của The Merge á, nó vẫn đang ở trong một cái giai đoạn đó chính là testnet. Tuy nhiên nếu như các bạn nhìn vào cái hình ở đây thì các bạn có thể thấy được là testnet thì nó sẽ có rất là nhiều cái mức độ testnet với nhau ở khác nhau, và mỗi cái mức độ testnet như thế này sẽ thể hiện được là cái Ethereum này sẽ càng ngày càng test ở những cái tính năng cao hơn, test ở những cái tính năng càng hoàn thiện hơn, thì từ đó mới bắt đầu đi đến cái giai đoạn là mainnet, chứ không phải là một cái testnet thì bắt đầu có thể chuyển đến mainnet liền luôn. Đó, thì qua đây thì các bạn có thể hiểu hơn về cái giai đoạn mà chúng ta đang ở trong The Merge, nghĩa là ở thời điểm hiện tại The Merge đã đang trong cái giai đoạn là testnet rồi và sắp đi đến giai đoạn mainnet, và có thể là hình trước năm 2022 thì có thể là xong cái The Merge này ha. Vậy thì ở đây sẽ có một số bạn có thắc mắc, đó chính là thế thì sau cái The Merge này sẽ là gì ha. Thì vừa đây thì có một cái Ethereum Community Conference thì cũng đã có sự tham gia của Vitalik Buterin, nghĩa là Ethereum Founder, thì cũng đã có tiết lộ một số các cái kế hoạch sau cái The Merge này. Đó chính là sau cái The Merge này thì như các bạn có thể thấy là cái hình ảnh ở đây ha, thì nó sẽ có tiếp tục những cái giai đoạn nâng cấp khác nhau, trong đó có The Search nè, The Verge nè, The Purge nè, rồi The cái cuối cùng cái chữ ở đây khó đọc quá, nhưng mà mình không dám đọc bởi vì nó tương đối là khó đọc ha. Nhưng mà nó sẽ là những cái giai đoạn mà nâng cấp khác nhau của cái Ethereum này. Và ở thời điểm hiện tại thì những gì đã xong rồi thì có cái phần consensus layer nè, có cái phần execution layer nè, và ở cái trong cái phần này thì mình chủ yếu lấy những cái nội dung mà ở trong cái hội nghị này đã truyền tải nhé. Rồi thì như các bạn có thể thấy, ở thời điểm hiện tại thì tại sao một số bạn nói là ô tết thế thì tại sao sau cái The Merge này thì phí Ethereum tại sao nó không giảm, hoặc là tốc độ transaction nó không tăng lên? Bởi vì ở đây có một số cái sự hiểu lầm nhẹ, đó chính là The Merge thì nó không phải mang ý nghĩa là sẽ giúp cho Ethereum có thể đi đến cái giai đoạn mass adoption liền, mà để Ethereum có thể đến được cái giai đoạn mass adoption thì nó sẽ cần cái sự upgrade rất là nhiều đợt khác nhau, chứ không phải là một đợt. Và The Merge này chỉ là một cái đợt đầu tiên có thể xong trong năm 2022, và cái đợt này, cái mục đích của cái đợt này đó chính là chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake. Rồi đến The Search thì dự kiến là hoàn thành trong năm 2023, thì mới tập trung vào cái việc là mở rộng cái khả năng xử lý của mạng lưới qua cái cơ chế sharding. Rồi thế thì trong cái giai đoạn này thì có thể cái phí của nó sẽ giảm nè, cái tốc độ sẽ nhanh lên nè. Tuy nhiên ngay tại thời điểm ban đầu thì mình cũng có nói cái việc phân chia những cái vùng dữ liệu cho một cái nhóm validator có đầy xác thực thì nó sẽ khiến cho cái mức độ phi tập trung của một cái mạng lưới Ethereum nó bị giảm đi. Và đó chính là vì sao mà The Verge sẽ giải quyết cái vấn đề này. The Verge sẽ áp dụng cái mô hình là Vertical Trees, sẽ giúp cho kích thước của những cái thực thể này có thể nhỏ hơn, từ đó giảm kích thước nó nè, giúp nhiều người có thể tiếp cận Ethereum nó hơn, và từ đó là giúp cái mạng lưới có thể phi tập trung hơn. Và để các bạn có thể hiểu hơn về cái Vertical Trees này thì các bạn có thể đọc cái bài viết của anh Vinh Võ ở trên Coin98 Insight nhé. Rồi tiếp theo nữa đó chính là The Purge, thì sẽ giảm cái dung lượng ổ cứng cần thiết để cho cái trình xác nhận, và điều này sẽ giúp loại bỏ những cái dữ liệu lịch sử không cần thiết, những cái nợ xấu nè, và từ đó hợp lý hóa những cái dữ liệu lưu trữ và làm giảm cái việc tắc nghẽn của mạng lưới. Và cuối cùng đó chính là The Purge thì lúc này sẽ nâng cấp nè và sửa chữa những cái lỗi mà Ethereum đang có để có thể là hoạt động trơn tru sau 4 cái giai đoạn nâng cấp. Thì đây chính là những cái hình ảnh từ cái sự kiện mà mình đã có crop lại để giúp cho các bạn có thể, nếu như các bạn mà có đọc hiểu được tiếng Anh thì các bạn có thể xem những cái hình ảnh này nha. Rồi thì đó, qua đây thì các bạn đã có thể hiểu được cái sau cái The Merge này là gì. Thế thì cái mục tiêu của The Merge, mục tiêu của việc nâng cấp Ethereum là gì? Đối với mục tiêu của cái việc nâng cấp Ethereum thì mình nghĩ là các bạn cũng đã biết rồi, đó chính là làm thế nào đó để có thể giải quyết được cái blockchain trilemma, nghĩa là làm thế nào đó để vừa có cái khả năng mở rộng nè, vừa đảm bảo được cái tính bảo mật nè, và vừa đảm bảo được cái tính phi tập trung của một cái blockchain, khi mà ở thời điểm hiện tại rất là ít những cái blockchain trên thị trường có thể giải quyết được cái bộ ba bất khả thi đó. Thì nhìn chung á, những cái sự nâng cấp của Ethereum á, có thể giảm cái tiêu thụ năng lượng nè, là bởi vì chúng ta chuyển từ cái cơ chế Proof of Work thì mà sử dụng rất là nhiều máy móc, rồi sử dụng rất là nhiều điện, sang cái cơ chế Proof of Stake. Tiếp theo đó chính là tăng cường cái khả năng mở rộng, khi mà nó có thể cải thiện tốc độ nè, chi phí nè, bằng cách tăng cường cái băng thông cho mạng lưới. CPS thì có thể đạt 100.000 giao dịch sau cái sự kiện data sharding. Thì đối với cái data sharding này á, thì phải sau cái The Merge rất là nhiều lần,
thì mới có thể hoàn thành được. Tiếp theo đó chính là tăng cái tính phi tập trung, thì như hồi nãy mình cũng đã có đề cập rồi. Và cuối cùng đó chính là tăng cái tính bảo mật khi mà áp dụng cái cơ chế sharding nè, cái mô hình vertical trees để có thể là tránh cái sự tấn công đối với cái phân đoạn. Rồi, thì qua đây các bạn có thể thấy được là ở thời điểm hiện tại thì Ethereum 2.0 đang nhận được cái sự chú ý và cũng như là cái sự quan tâm của rất là nhiều người ở trong thị trường, khi mà cái số lượng validator, cái số lượng node của Ethereum 2.0 đang rất rất là cao so với những cái blockchain khác ở trên thị trường ha. Thế thì cuối cùng cái rủi ro và cái vấn đề của The Merge đang gặp phải là gì? Thì nhìn chung á, cái sự kiện nâng cấp The Merge này sẽ có những cái tác động tích cực nhiều hơn là những cái tác động tiêu cực. Tuy nhiên á, thì sẽ có một số ít cái phần trăm nhỏ The Merge này vẫn sẽ có những cái tác động tiêu cực đến thị trường và thậm chí là tiêu cực đến cái khoản đầu tư của chúng ta. Khi mà ở thời điểm hiện tại có một số chuyên gia ở trên thị trường thì nhận định là Ethereum đang trở nên phức tạp hơn rất là nhiều khi mà có quá nhiều cái sự thay đổi, ví dụ như là EIP 159 nè, rồi The Merge nè, rồi Sharding nè, rồi Vertical Trees nè, rồi Stateless nè, rồi Steps tiếp theo đó chính là làm thế nào để có thể đồng bộ hóa, để có thể hoạt động trơn tru với lại những cái layer 2, và chúng đều đang được xếp chồng và đều đang được phát triển ngay trong một cái thời điểm này. Và điều này có thể là sẽ khiến cho đội ngũ của Ethereum Foundation rất là khó để duy trì cái sự phát triển này ở trong thứ nhất đó chính là kịp tiến độ, thứ hai đó chính là đảm bảo cái tính bảo mật, và thứ ba đó chính là đảm bảo cái tính trơn tru của mạng lưới đang hoạt động ở thời điểm hiện tại. Khi mà Ethereum cao nhất thì cái total value lock của Ethereum từng đạt trên 100 tỷ đô, ở thời điểm hiện tại thì nó đang rơi ở đâu đó là khoảng 30 tỷ đô. Đó. Rồi tiếp theo nữa về cái sự kiện The Merge này, đó chính là Lido Finance đang chiếm một cái tỷ lệ rất là cao trong cái việc là Ethereum The Merge Staking. Khi mà các bạn nhìn cái hình ở đây ha, thì bạn sẽ thấy được là Lido đang chiếm lên đến khoảng 31% cái số lượng ETH được staking để có thể là trở thành Ethereum 2.0 hoặc là staking để có thể ủng hộ cho cái The Merge. Thì cái điều này nó có ý nghĩa như thế nào? Bởi vì ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta staking vào Lido, mặc dù chúng ta vẫn nhận về STETH và STETH vẫn có giá trị để các bạn có thể là quy đổi thành ETH trong tương lai. Tuy nhiên á, các bạn có thể thấy được là sau cái sự kiện của Triaro Capital và cũng như là Alameda xả cái đồng STETH, thì các bạn có thể thấy được là STETH đang có mức thanh khoản rất là yếu nè. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên. Và cái vấn đề thứ hai nữa đó chính là mặc dù STETH có giá trị tương đương với là ETH ở trong tương lai, nhưng mà xét về cái mức độ ứng dụng và cũng như là cái tính original của cái đồng đó để có thể là voting, để có thể sử dụng ở trong mạng lưới, thì cũng không thể nào bằng cái đồng ETH mà Lido Finance đang nắm giữ. Và đó chính là vì sao mà nếu như Lido Finance mà có cái vấn đề gì đối với cái số lượng ETH mà họ đang nắm giữ hoặc là họ đang staking ở những cái node, thì nó cũng sẽ gây ra những cái vấn đề rất là lớn ở đến thị trường. Và cuối cùng đó chính là nếu như The Merge không thành công, thì theo nhận định của anh Vinh Võ thì nó sẽ có những cái tác động rất là lớn và cụ thể hơn đó chính là tác động tiêu cực đến thị trường. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì toàn bộ thị trường DeFi, như các bạn có thể thấy, xét về cả network effect nè, xét về cả cái vốn của cái dòng tiền ở trên thị trường, thì tất cả đều đang dồn ở trên Ethereum. Và nếu như Ethereum đang có bất kỳ một cái vấn đề gì về cái vấn đề farming, về cái vấn đề staking này chẳng hạn, thì chắc chắn là toàn bộ thị trường crypto sẽ bị một cú tác động rất là nặng nề, và thậm chí là nặng hơn cái cú sụp đổ của Terra nữa. Đó, thì đây chính là những cái rủi ro mà Ethereum The Merge đang gặp phải ha. Rồi, cuối cùng thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một số các công cụ để các bạn có thể, nếu như các bạn có quan tâm theo dõi đến Ethereum The Merge, thì đây là những cái công cụ mà các bạn không nên bỏ qua ha. Thứ nhất đó chính là Ethereum Node Watch nè, thứ hai đó chính là Ultrasound Money nè, thứ ba đó chính là Watch the Burn nè, và cuối cùng đó chính là ETH Statistic. Thì về cái trang web Watch the Burn này thì chủ yếu nó sẽ xem cái số lượng ETH được burn ở trong thị trường. Thì bởi vì ETH trong thời gian tới thì nó đã cái áp dụng cái EIP 1559, và EIP 1559 này sẽ đốt đi cái số lượng ETH. Và trong cái video phần thứ hai thì mình sẽ giải thích tại sao cái vấn đề đốt cái Ethereum này có thể giúp cho Ethereum có thể đi đến cái giai đoạn giảm phát ha. Rồi, tiếp theo đó chính là Ultrasound. Thì Ultrasound này cũng sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn là tại sao trong thời gian tới thì Ethereum có thể đi đến cái giai đoạn đó chính là giảm phát. Node Watch thì ở thời điểm hiện tại các bạn có thể biết được là Ethereum đang được staking ở đâu nè, staking ở node nào nhiều nhất nè, staking ở quốc gia nào nhiều nhất nè,
Còn ETH Statistics thì các bạn có thể biết được là số lượng ETH được stake ở thời điểm hiện tại nó đang tăng lên hay nó đang giảm xuống, số validator là bao nhiêu, số validator trong 7 ngày qua tăng lên như thế nào, nó đang được stake ở đâu. Đó thì nhìn chung á, cái trang web Ethereum Statistics á, thì nó sẽ gần với chúng ta nhất, còn gần với cái chủ đề của video ngày hôm nay nhất. Còn cái cái web của Watch the Burn á, Ultrasound và cái Ultrasound á, thì hai cái web này nó sẽ chủ yếu dành cho cái video tiếp theo hơn, khi mà mình phân tích cái tác động của The Merge đến người dùng, đến nhà đầu tư và cũng như là đến nhiều người. Rồi, ở qua đây thì các bạn cũng đã hiểu hơn về The Merge, The Merge được hình thành như thế nào, hoạt động ra sao. Và nếu như các bạn mà muốn tìm hiểu thêm về cái chủ đề The Merge này thì các bạn có thể lên Google nè và search Ethereum, search The Merge ha. Coin98 đó, thì lúc này sẽ có hai cái bài viết mà các bạn không nên bỏ qua. Thứ nhất đó chính là sự kiện Ethereum The Merge, và thứ hai đó chính là Ethereum The Merge là gì. Thì qua đây thì các bạn sẽ hiểu hơn là The Merge chỉ là một cái mảnh ghép nhỏ trong cái sự phát triển và cũng như là cải tiến của Ethereum, chứ không phải là toàn bộ cái sự phát triển ha. Rồi, ở qua đây thì mình cũng đã giải thích cho các bạn về The Ethereum cũng như là The Merge. Video này sẽ có cái video tiếp theo nữa, nối tiếp để mình phân tích sâu hơn cái tác động của The Merge là gì. Rồi, cuối cùng thì nếu như các bạn yêu mến Coin98 Insight và cũng như là video này hữu ích với bạn thì đừng quên like và subscribe kênh Coin98 Insight nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc cho các bạn có một ngày thật là tốt lành.